Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu Live Vlogs. Tối nay thì Lubu sẽ ăn xoài. Ở chiều mới mua các bạn, thèm kinh khủng thèm luôn. Đây, xoài gì mà cái vỏ màu xanh lè luôn mà nó nhỏ nhỏ mà ăn rất là giòn các bạn. Đó là xoài xoài gì ta mình cũng không biết nữa. Nói chung là nó ngọt, nó giòn, thế là mua ăn rất là ngon. Với một điều nữa các bạn, không biết sao nữa nhưng mà xoài rất là mắc, 35.000 một ký. Thèm quá cho nên bước 4 trái, mua 4 trái thì bây giờ ăn 2 trái, còn 2 trái để em có ăn thì ăn, còn không ăn thì ngày mai mình chiến tiếp. Đó thì thèm quá. Mới bỏ ngăn đá các bạn, mới bỏ ngăn đá, không mới bỏ ngăn lại ngăn mát. Ê, mình mới ăn cơm xong, muốn ăn cơm xong để có xoài ăn liền nên là bỏ ngăn đá, cho lạnh. 35.000, người mua 3 trái, 4 trái, nhỏ nhỏ, 1 ký mấy đó, 28.000, hơn 1 ký rưỡi. Ăn rồi chấm muối tiêu ăn. Ăn muối tiêu đó các bạn, rất là ngon. Không có chua, nó giòn và nó ngọt, ăn rất là ngon. Chấm một miếng muối nữa, nó mặn mặn, nó hơi ngọt ngọt, nó giòn rụm, ăn rất là thích. Mà cái xoài này mà chín ăn không ngon các bạn, chín nó sẽ bị bở. Hôm bữa trước đi uống cà phê, xong rồi ý là đi ra Thủ Dầu Một có cái cô mà bán bán cái cây nè, cái cây mà dạng là sắc sẵn đó các bạn, rất là rẻ, gần cái quán cà phê á. Xong rồi cái mà mình để ý hồi bữa giờ cô đó không có bán nữa, không biết là có về đi đâu không mà không biết luôn, thấy là không có chỗ nào để mua. Xong rồi chạy vô siêu thị cấp mát ngay chỗ chợ Đình á, tại mình đi ngang đó luôn, cái mình ghé vô mình cũng mua trái cây sắc sẵn ra ướp đá, rất là rẻ, mặn một dĩa một khe á. Người ta chẻ ra làm đôi, xong rồi bỏ thêm muối. Muối thì không có ngon nhưng mà có muối chấm thì nói chung là họ đỡ hơn không có muối chấm, nói chung là cũng được. Xong rồi ổi người ta gọt vỏ ra, người ta sắc làm hai, mà trái ổi, đập trái ổi cũng giòn các bạn, mận cũng ngon. Trời ơi, nói chung là ăn nó đã gì đâu luôn, nó rất là ngon. Tại vì đang rất là thèm các bạn, rất là thèm rất là thèm trái cây nó, nhưng mà mình lại rất là thèm xoài. Nhưng mà người ta không có bán xoài mà sắc sẵn, xoài người ta bán nguyên trái á, mà mình không có dao không có gì để sắc á, cho nên là không có mua. Và thế là bây giờ quyết định là chiều nay đi mua về nhà ăn. Trời ơi, lâu rồi không có ăn trái cây các bạn, ăn tầm bậy tầm bạ mà. Nói chung là bánh trắng bịch, nói chung là ăn không có healthy á, cho nên là thèm trái cây ăn, chắc là thiếu trái cây, thiếu vitamin C rồi, thiếu vitamin từ những cái trái cây á các bạn, cho nên sẽ làm cho mình cảm giác là thèm để mà như là bổ sung vô.
quá. Thì cái xoài xanh này nó hơi chua một xíu thôi. Nhưng mà trái cây các bạn ăn nhiều lắm nó hơi bị nặng bụng, cảm giác là nó bị y như hỏng tiêu, kiểu như là nó hơi nặng á, ý là mình ăn xong rồi đừng có vừa vận động nhiều á. Mình bữa ăn ổi, ăn mặn xong rồi đi siêu thị dạo đi miếng là nghe nó mệt như là bao tử, nó nặng á. Ok, rồi chào tạm biệt các bạn nha. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Lubu nha. Bây giờ thì Lubu ăn xíu nữa là bắt đầu đi ngủ rồi. Bây giờ cũng hơi trễ rồi ha. Ok, see you later.